Alo. À, xe nó bán ở nơi. Dạ. Xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Suzuki GZ150A nha. Dòng xe phun xăng điện tử FA luôn. Xe còn rất là đẹp nha. Suzuki GZ150A nha, dòng xe phun xăng điện tử FA nha. Giá cực kỳ dễ thương luôn, xe là nguyên zin 100% nha, chưa sửa chữa nha. Bên em rất là nhiều dòng xe Suzuki GZ nha. Anh em nào mua thì ghé địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe này là nguyên zin nha, cực kỳ lợi xăng luôn nha anh em. Này là dòng phun xăng điện tử FA nha, rất là lợi xăng.